lần đầu theo dấu vết hiếm hoi của người Lai Vượn 600.000 tuổi. Mới đây, hơn 330 mảnh đá kỳ lạ được tìm thấy tại các mỏ đá ở miền Đông Nam nước Anh từ những năm 1920 và khởi đầu cho hàng loạt kho báu về một loài người Lai Vượn đã tuyệt chủng. Nhóm nghiên cứu của trường đại học Cambridge Anh cho rằng những con người bí ẩn đã sống ở đây từ khoảng 620.000 đến 560.000 năm trước thuộc loài Homo erectus hoặc Homo heidelbergensis. Đây là những loài thuộc nhóm cổ nhất của chi người, dáng đứng thẳng và cơ thể rất giống chúng ta, nhưng khuôn mặt còn mang nhiều nét của vượn. Cả hai loài đều cùng thuộc chi Homo và loài Homo sapiens chúng ta, nhưng xuất hiện sớm hơn rất nhiều. Cuộc khảo sát mới nhất đã tìm thấy thêm những thứ còn quý giá hơn, bằng chứng hiếm hoi về dụng cụ cạo và sỏ lỗ ở niên đại rất sớm này. Trước đó, một bộ sưu tập các dấu chân 840.000 đến 950.000 tuổi được tìm thấy ở phía khác của Anh, Happisburg và Norfolk. Với di chỉ Fordwich, các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm và hy vọng sẽ thấy được hài cốt của chủ nhân trong những công trình đá nói trên. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.